Hello, chào mọi người trở lại đến với channel của mình. Mèo nó sẽ đây và trong hôm nay sẽ cùng đến với Minecraft nha các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng đến với series Minecraft siêu Pixelmon nha. Thì series Minecraft YouTuber thì mình đã nói rồi là series đấy thì thi thoảng là mình mới đăng thôi. Thì bởi vì là không phải là lúc nào mọi người cũng on đầy đủ nên là mình sẽ quay series này thường xuyên nha anh em ơi. Đấy, thì series này thì mình nghĩ là các bạn muốn kết thúc ở tập nào? Mình nghĩ là tập 30, tập 35 là kết thúc là ổn ha, hay là tập 40 gì đó. Thì ngày hôm nay mình đang có dự định mình sẽ bắt một em huyền thoại các bạn à. Nhưng mà huyền thoại này chúng ta sẽ không cần đến Master Ball đâu. Mình nghĩ là huyền thoại này chúng ta sẽ bắt chay thôi, rất dễ dàng thôi. Thì cùng với đó là mình phải chuẩn bị rất nhiều kẹo để bắt được em này ấy. Bắt được em này thì phải cần rất nhiều kẹo để có thể nâng cấp, nên mình đã chuẩn bị rất nhiều kẹo ở đây rồi. Thì trong thời gian giữa hai tập cũng như là mấy tập trước thì chúng ta đã có F Candy M, F Candy L và rất là nhiều cái F Candy, Ray Candy ở đây. Thì để mình bắt mấy em đấy mà, bắt em đấy phải nâng cấp, đố các bạn đoán được ấy. Nhưng mà chắc là thumbnail mình đã lộ ra rồi nên các bạn biết thừa đúng không? Ok, thì ở cái khu vực này thì mình đã sửa soạn này một xíu rồi. Mình đã có lấy thêm vài cái ghế mình để đây, cũng như là vài cái mower này. Thì bây giờ bạn nào ấy, ở trong cái khu nào mà có phố đi bộ ấy, thì các bạn có thể biết là bên ngoài đời á, là chúng ta thường hay là có những cái thanh niên, những cái bác mà hay cho thuê những cái con xe kiểu xe nhỏ nhỏ, xe đua ấy, để chúng ta đua quanh cái phố đi bộ đấy, rất là vui các bạn à. Ngay cả chỗ mình sống có phố đi bộ đấy luôn. Thì ok, và đây là máy trao đổi mình để đây luôn. Thì đây là một cái khu trao đổi bên ngoài, nhìn cho nó tự nhiên một xíu. Đấy, nhìn cho nó rất là thanh cảnh luôn đúng không? Đấy, chúng ta có thể ngồi đây chiêu chiêu. Một ghế là có hai ghế thôi cho các cặp đôi ngồi với nhau. Thì đôi khi ghế đôi nhưng vẫn ngồi được ba người nha. Ok, cho những cái cuộc tình tay ba nó rất là thốn luôn. Rồi, thì tập này thì mình sẽ quyết định chế tạo cái Ranch Block này. Chứ chúng ta chưa chế tạo được tại vì là cả một cái hành trình của chúng ta, mình vẫn chưa đi tìm được cái PC anh em à. Thế mới nói là quá là cay luôn các bạn ơi. Lại Gigazon à. Rồi, em như kiểu em muốn vào đội hình của anh hay sao mà em đứng trước cửa nhà anh luôn ạ. Thật chứ, vừa nói câu đã rời đi rồi. Nhờn thật sự luôn. Không héo luôn. Vào luôn. Đúng là sự thật luôn đấy các bạn ơi, đúng là sự thật luôn rồi. Ok, thì mình sẽ lấy đồ nha anh em. Rồi bây giờ thì tủ lạnh vẫn mở này. Đây, mình đóng lại cái. Vì bây giờ mình định lấy cái gì nhá? Quên mất rồi. Mình bảo với các bạn mình lấy cái gì nhỉ? À đây, đồ để mình chế tạo PC. Ok, mình đồ mình chế tạo PC. Thật ra thì ủa một cái PC nữa của mình đâu rồi? Ủa mình để đâu rồi ta? Ủa cái PC nữa của mình đâu ta? Ủa alo? Hay là mình đi đâu mình để quên ở đấy rồi? Chắc vậy rồi. Trời ơi, giờ phải chế tạo cái PC thôi. Đây các bạn ơi, rất là dễ dàng chúng ta có thể chế tạo được cái PC. Cần kính rất dễ luôn các bạn ơi. Đấy, nói chung là nguyên liệu là mình có hết rồi. Mình chuẩn bị giữa hai tập để cho tập không như tập vừa, không như tập trước. Tập trước là chúng ta đi lóng ngóng nhiều quá các bạn ơi. Lóng ngóng rất nhiều luôn. Piston chúng ta cần đá, sắt và gỗ. Đá thì rất là nhiều, sắt thì cũng có luôn và gỗ nữa. Sắt ở chúng ta ở rừng này. Ok. Đây. Tan tan. Và còn cái cuối cùng là brick. Ui ôi, khó vậy. Cái này là khó nhất này. Phải nung clay ra. Clay thì lấy đâu bây giờ? Mia. Cú thế. Bây giờ chúng ta vẫn phải đi tìm cái người ta gọi là đất sét các bạn ơi. Người ta gọi cái đấy là đất sét á. Vậy là chúng ta bây giờ phải đi tìm đất sét rất là nhanh luôn. Trời lại mưa rồi, thôi mình xin phép các bạn cho mình weather clear nhé các bạn ơi. Đúng một lần này thôi, bởi vì là mưa nó ảnh hưởng cho mình nhiều tầm nhìn quá. Với cả mình không thích trời mưa ấy. Lần sau mưa thì nó ráng chịu, chứ bây giờ mưa nhiều quá rồi các bạn ơi. Ok, đi ra mấy chỗ này xem có đất sét nào. Rồi lại công cuộc đi tìm rồi. Ui sao không có đất sét ta. Trời ơi, bây giờ em rất là muốn đất sét thì hiểu không? Các anh chị hiểu không ạ? Đội, ui giời ơi, không có đất sét rồi. Toang, các bạn có thể thấy đội hình của mình đã nâng cấp khá là nhiều. OB Stargon level 68 này. To vãi, nhìn to cực. Và Pikachu cũng như là Tiranita. Mình không hiểu mình nâng Pikachu làm gì luôn. Nhưng mà mình thấy em Pikachu có một chiêu Thunder Wave. Chiêu đấy có thể làm tê liệt đối phương và có khả năng là không dùng được chiêu ấy. Thế là mình muốn học chiêu đấy để sau này nó như cái chiêu buồn ngủ ấy các bạn à. Khá là ngon. Bởi vì là bây giờ chúng ta phải cho đội hình chúng ta
cao level cao hơn xíu thôi, chứ mình mà không cày ấy là mãi mãi level thấp á các bạn. Ôi đất sét, hình như ở đây có đất sét sao á. Nào chúng ta sẽ ở đây để xem đất sét nào. Đâu nào, đất sét đâu? Hình như ở cái chỗ này hình như có đất sét. Hôm nay mình mới đổi resource pack các bạn ơi, các bạn có thấy khác không? Ok. Đất sét. Cát à? U là trời. Cát bao giờ không? Thề, tưởng đất sét hóa ra là cát các bạn ơi. Sao không có đất sét nhờ? Thề luôn luôn mà mình không cần đất sét thì mình tìm được nhiều chỗ có đất sét cực luôn. Mà bây giờ cần thì không thấy luôn. Toàn cát. Ở đâu? Đất sét này. Ấy, đây là đất sét mà. Ấy, trời ơi. Đấy. Ui ôi. 116 luôn nhá. Đấy. Dư luôn. Giờ quá đỉnh luôn các bạn. Trời ơi. Rõ ràng là nhiều đất sét mà mình lại không biết. Bởi vì cái màu đấy spec này nhìn như cát đấy bạn ơi. Nhìn dưới nước nó sáng quá. Ok. Nung ra nào. Nung ra thôi. Mình nung hơi nhiều bạn ơi. Đây mình sẽ thu hoạch nha bạn. Ô, à, mình mới cài các bạn biết không, ở cái bản mà YouTuber ấy các bạn, Pixelmon YouTuber ấy, thì mình phải cài cái bản mới nhất của cái game này vào. Thế nên là bây giờ mình đang chơi cái bản update mới nhất đây. May là chúng ta không bị lỗi thế giới hay chúng ta vẫn chưa bị mất cái world này. Chúng ta vẫn chơi được world này nha, nó chỉ là bản nâng cấp thôi mà. Nó nâng lên một vài bản nữa, rất là nhiều đồ mới, rất là nhiều cái ngon. Ok, brick mình đã có rồi. Và bây giờ lên chế tạo thôi, rất là dễ dàng luôn. Và chúng ta sắp có được một cái ranch block rồi. Cái ranch block này sẽ phụ giúp cho mình trong việc công viên của mình đẹp hơn các bạn ơi. Đấy, ok. Và ten ten thì chúng ta phải tạo ra hai cái mới đẹp. Nhưng mà cái vấn đề... À đâu, PC mình chuyển thành laptop rồi, mình quên mất. Cái vấn đề là chúng ta cần thêm cái PC. Ok, hiện tại mình đang lười tạo PC, mình chế tạo luôn PC luôn. Để mình có được hai cái ranch block nha các bạn ơi. Hai cái ranch block nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ cho đúng hai bên luôn. Đúng ra chúng ta nên làm 3 cái ranch block á. Ừ. Sẽ đẹp hơn, nó sẽ cân hơn ấy. Thôi hai cái rồi, mình nghĩ hai cái là đủ rồi. Ok, đi lên thôi. Đấy. Chế tạo cái gì chứ, chế tạo ranch block nó lại là đơn giản luôn. Ok. Chúng ta sẽ chế tạo thêm một cái flower pot này nữa và ten thêm một cái ranch block nữa rồi. Tuyệt vời, vậy là chúng ta có hai cái ranch block. Cái này thì chúng ta sẽ thường thường là cái mục đích chính là để ấp trứng Pokemon đấy các bạn. Mà thanh niên ngựa ngựa lại để ra làm chỗ công viên Pokemon. Đấy. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy. Ok. Manage Pokemon thôi. Mình sẽ cho mấy con Pokemon nào nó có giá trị gọi là bay nhảy tí. Ủa. Ui. Em này to quá. Em này ở chỗ này không đẹp em ơi. Ở chỗ này thì... Em lại quay về hướng đấy à? Không sao. Sao chúng ta chỉ cho được từng này Pokemon thôi ta? Ít thì ta. Cho thêm một con Slowluck vậy. Ui. Slowluck nhỏ vậy. Mình tưởng trong trí nhớ của mình em ấy to lắm mà. Pidgeot. Pidgeot ra đấy có... Pidgeot ra đấy không hợp lý nha. Pidgeot phải ra bên này nó mới cân này. Pidgeot ra bên này nó mới cân này em ơi. Đấy. Ok. Rồi. Chỉ có hai con Pokemon thôi sao? Ui, chỉ để được hai con Pokemon thôi hả các bạn? Sao ít thế nhỉ? Mình tưởng là để được nhiều mà ta. Ok, bây giờ mình sẽ để thêm em này và em này. Đấy, để mấy em Pokemon đây để chúng ta. Sao mấy em này quay về hướng rồi về đây hết vậy ta? Để mình sửa lại em nào. Ủa? Có bị ngược, có bị ba. Chúng ta cần quay về hướng khán giả mà. Đây. Nào. Manic Pokemon. Quay về hướng khán giả đi em. Ê, nó vẫn kêu ew. Mặc định nó quay về đây rồi. Chịu, mặc định nó quay về đấy. Mình không biết như nào nữa rồi. Ok, vậy chúng ta đã có được một cái công viên đúng nghĩa luôn. Nói chung là có 4 con Pokemon ở đấy để đứng câu tiền khách cho mình. Còn khách nào thì mình không biết. Thực ra hiện tại giờ chả có cái khách nào luôn các bạn ơi. Chúng ta đang khá cô đơn thế giới này. Và thế giới kia không cô đơn nhưng mà lại không đẹp bằng thế giới này. Thì mình đã xây rất nhiều cái tâm huyết rồi. Hai quả tượng này tốn rất nhiều thời gian của mình. Không tốn lắm, cũng 10-15 phút thôi. Nhưng mà cảm giác khá là lười ấy các bạn ơi. Bởi vì lười nhất là đi tìm nguyên liệu các bạn à.
Thấy chưa? Ok. Bây giờ thì lần trước thì mình có ấp ủ chế tạo một cái level bone. Đây. Đấy. Chế tạo level bone thì mình chế tạo luôn các bạn ơi. Ok. Tan tan rồi. Bây giờ là trời tối rồi thì mình sẽ đi qua cái chỗ này nhá bạn ơi. Đây. Và đợi em huyền thoại đó ra nha. Không có nghĩ, mình nghĩ là bây giờ mới có sunset thôi. Ừ, vẫn có khả năng em mới sẽ ra đấy. Mình xuống bên dưới để mình mò xem. Mình nghĩ là em mới sẽ ra các bạn ơi. Nghĩ vậy. Đây. À, vậy đây là con mình muốn tìm các bạn ơi. Wow, em ấy đang thế thủ các bạn ơi. Sời, võ công rất là điêu luyện luôn nha. Sời, rất là ngầu luôn. Thì chúng ta có thể xem được em này nhá các bạn ơi. Thì em này là Rope for Forest at Afternoon. Đấy, rất là ngon luôn. Là Afternoon là tầm chiều các bạn à. Nãy là Sunset thì em ấy cũng ra rồi. Sời, ngầu thật sự luôn. Mình muốn tận hưởng độ ngầu này trước khi mình tiến hóa em nó. Rồi, hãy bắt thôi. Có level 10 à. Có level 10 thì mình sẽ bắt bằng level bone đây. Đấy, mình đã tính cả rồi. Mình dùng level bone là có chủ đích cả anh em ạ. Ấy à, vẫn khó nhằn nhờ. Khó nhằn đấy em ơi. Chúng ta dùng level bone. Hết level bone lại đừng dust bone, quá tuyệt vời luôn. Rất là dễ luôn các bạn à. Ok. Ấy à, level bone tiếp nè. Sao. Mẹ em, Kobufu này thì ra không hiếm lắm. Mình thấy ra cũng nhanh. Mình xem bởi vì là ở trong những cái quả bone 25 km ấy. Em nó toàn ra Kobufu à. Kobufu luôn à. Như kiểu là nó là đồ thừa anh em ạ. Ok, vẫn không vào. Đã level bone như thế vẫn không vào. Từ từ, đã, nếu mà đã level bone mình phải đổi cái con Obestagon ra. Để xem cái con này nó nhiều cấp hơn để xem là nó có bắt được không nha các bạn ơi. Đấy. Nhiều bao nhiêu cấp liền. Ui, level bone không lắc được lần thứ hai cơ à. Trời ơi, level bone mà lắc như thế là chết anh rồi. Level bone ơi. Level bone ơi. Nào, lắc đi level bone. Ô kìa. Nhận thật, level bone này. Thực ra tạo level bone chỉ để bắt con này thôi mà. Ô kìa, sao vậy? Dust bone này à. Nói chung là nó cứ là một huyền thoại các bạn ạ. Nên là nó khó vào là chuyện bình thường thôi. Ui, cả dust bone cả level bone đều bắt nó khó ngang. Con này phải khó nhằn đấy. Con này 100% máu mà các bạn. Mình còn chưa đánh được máu nào của nó. Bảo sao không bắt được. Nào em ơi, vào đi. Tầm này thì tầm này em không vào thì làm sao. Vào đi. Vào đi. Trời ơi. Không vào chả lẽ đánh cho cái giờ. Ôi ôi. Nhờ thực sự bây giờ mình sẽ cho một em level thấp ra. Em nào level thấp ta? Rồi chẳng có em nào level thấp để hành con này hết á. Ok. Venat thử xem nào. Venat đánh được Kufu không? Nào, em ơi. Ok kìa. Ok, chúng ta sẽ bắt bằng trước tiên chúng ta sẽ bắt bằng một quả quick. Ô, quick bone mình hết rồi à? Phải, quick bone mình để đâu ấy? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng chiêu Jackal. Nhờ này. Đã cho cơ hội sống này không muốn sống. Rồi. Nhờ này. Ok. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho Obestagon ra nha anh em. Rồi. Xem nào, để xem nào. Em này mang về em phải tiến hóa khá là mệt đấy các bạn ơi. Thế nên mình mới chuẩn bị nhiều kẹo để cho tập này chứ. Level 4. Vào đi em ơi. Vào đi. Level 4. Hai lần. Ui. Vẫn rất khó nhằn nha. Cay nhở, có 5,9 máu mà vẫn rất khó nhằn nha. Không chịu vào coi Ultra Ball nè. Nào em ơi. Ultra Ball còn không thèm lắc hai lần luôn mà. Level 4 tiếp. Trời ơi, tính tốn cả ngày của anh rồi đó. Yeah. Ok. Catch the bone with level bone. Ok, rất là ngon luôn các bạn ơi. Chúng ta đã mở thêm một cái thành tựu mới rồi. Đấy. Kufu. Rồi, bây giờ chúng ta đã có Kufu trong đội hình. Rồi, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Tuyệt vời. Em Kufu này thì mới đầu đang là hệ tấn công thôi. Shiny thì có cái mõm màu đỏ thôi, chẳng có gì khác cả. Thì chúng ta sẽ xem qua tiểu sử. Kufu luyện tập chăm chỉ để có thể có được một cái di chuyển hoàn hảo, kiểu như là cái đường di chuyển hoàn hảo ấy. Đấy. Nói chung là liên quan đến võ thuật rất là ngầu luôn.
cái chữ, cái tên của em Cúc Phu này cũng đọc lái từ Cung Phu ấy. Đấy, rất là ngầu. Rồi, thì không biết bấm vào đây em ấy có tiền hóa không. Các bạn bảo là, các bạn bảo là phải đủ cái điểm gì á, cái phải đủ cái điểm thân thiện hay sao á các bạn à. Chẳng biết có phải là đủ điểm thân thiện hay là gì không. Không biết là phải đủ điểm thân thiện không, mong là đúng, mong là các bạn nói đúng. Ồ, Ray Candy bây giờ hơi phí nha, từ từ. Mấy cái level đầu tốt nhất đừng có dùng Ray Candy phí á. Mình sẽ dùng F Candy M, F Candy L. Đấy, cho đỡ phí anh em ơi. Ok, Cúc Phu ra đây nào. Rồi, dùng mấy này nó không phí hơn các bạn ơi. Ok, hết bull rồi, lên cấp nào. Bây giờ là em chỉ cần việc lên cấp thôi, còn lại skill của em để anh lo cho. Rồi, tiến hóa đi, tiến hóa học những cái chiêu gọi là nó đấm đau vào. Detect, đúng rồi, học những chiêu đấm đau vào em ơi, bull up, đúng rồi, học mấy chiêu đấm đau vào. Đấy, Iron Head học luôn. Xoắn gì? Dynamic Punch học luôn. Xoắn gì đúng không các bạn? Counter thôi, chưa có chiêu nào. Rồi, lên phát hai cấp luôn Close Combat này. Chiêu này có vẻ ngon. Rồi, lên nào. Focus Punch, toàn chiêu khỏe với em. Uầy, toàn chiêu đấm khỏe đấy bạn ơi. Ok, tầm này là chúng ta dùng Ray Candy được rồi. Ồ, chưa lên cấp luôn à? Ok, và mình không biết là cái cuộn này nó có hoạt động khi mà mình đang ở nhà mình không các bạn ơi. Đây, rồi và yeah, hoạt động rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn fan đã chỉ mình nha. Đây, chúng ta sẽ nâng cho em mấy hệ nước các bạn ơi. Sao nhỏ vậy? To lên. Ơ kìa. Cái gì đây? Chiêu này chưa độc quyền các bạn ơi. Eo ơi, nhỏ vãi. Mất hết cả độ ngầu rồi. Trời ơi là trời. Đây là một cuốn bí kíp để em mới học một chiêu hệ nước các bạn à. Quá đẳng cấp. Eo ơi, nhìn đứng cạnh Tiranita này. Ôi trời ơi. Gì vậy? Obestagon này. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Làm mất mặt anh quá. Trời ơi. Mang tiếng là một đường đường một huyền thoại. Tự nhiên này quá nhỏ, một sức vô lý các bạn à. Không thể hiểu nổi. Nào, dậy đi, rồi. Trời ơi. Được cái đẹp dai anh em ơi, được cái đẹp dai. Usifu. Rapid Strike. À, mình học Rapid Strike nên là cái, các bạn nhìn cái dáng tay nó này. Dáng tay nó này. Đây, dáng tay bình thường của Usifu sẽ là thế thủ nha bạn ơi. Và bình thường em ấy sẽ hệ bóng tối. Còn nếu mà em ấy hệ nước thì em ấy dáng tay em ấy nâng cao lên. Nó nhìn nó khá là uyển chuyển đúng không? Đấy. Strong, mạnh ở trong phòng thủ các bạn ơi. Theo như mình dịch là như vậy. One hit KO, có thể là one hit luôn. Ghê vậy. Còn trong dạng Gigantamax. Uầy, Gigantamax nước khá là đẹp nha. Gigantamax bình thường thì, còn Gigantamax nước thì rất là trâu. Về phần nước thì em này thiên về thủ nhiều hơn ấy thì phải. Đấy, mình có thể nghe được nhưng mà vậy. Uầy, em này khá là đều. Không cái gì gọi là bị cộng bị trừ cả, khá là đều nha. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp thử xem nào. Nâng thêm một cấp nữa để xem nào. Đấy. Mình cho em này lên cấp nha bạn. Ok. Ta đằng nào cũng là một huyền thoại mà. Chúng ta sẽ cho lên đến level 70 luôn đi các bạn ơi. Đằng nào em ấy cũng là một huyền thoại mà, em đáng được lên mà. Đó. Đấy, level 67 rồi. Ok, ở level này thì 233 máu cũng ngang tầm với Tiranita các bạn ơi. Ok, bây giờ đội hình của mình thì mình toàn dùng level 70 không. Ít dùng mấy cái con kia lắm. Rồi, Groudon ra này, Meowth ra này. Charizard thì đợt trước đánh thì chưa được cái phiếu mega cay thật sự luôn các bạn à. Ok, Pokéhill. Rồi, bây giờ mình rất là nóng lòng để đánh một cái gym nào đó các bạn ơi. Cái gym tuyết à? Không, gym này được trước đánh rồi hay sao mà. Gym thép này. Có vẻ nó rất là trâu bò đây. Ok, đi ra đánh nào. Gym thép với chúng tôi. Nhưng mà con Mewtwo level 80 lạch quá. Xong bọn này nó toàn level 90 chết mình. Không được đâu. Nên cho con
Blazefallon vào các bạn ơi. Blazefallon đây, cho em Blazefallon lên cấp luôn bạn ạ. À, tại vì em này có chưa ngủ rất là ngon luôn. Đấy, đằng nào mình đang có nhiều kẹo mà, đang có nhiều candy mà, quẩy đi em. Will or will, chả biết chiêu này hoạt động sao á. Thôi kệ, không học chiêu này. Rồi, đánh nhau thôi. Nó sẽ lên trên đỉnh, chúng ta đánh cái con boss luôn nha các bạn ơi. Rồi luôn, trong đội hình chẳng có con nào bay rồi. Bắt buộc phải cầm Mewtwo sao? Bay nào. Ok, đứng ở đây nào. Ây ạ, ôi một đòn ra trận. Rồi ok, vậy là ngon rồi. Ăn cho no trước khi đấu các bạn ơi. Mình sẽ đứng trên đây mình đấu xuống. Đứng trên đây đấu xuống nào. Ushifu ra trận trước cái nhỉ, cho nó rực rỡ. Ok em ơi, Sucking Strike, dùng một cái chiêu và độc quyền của em đi. Sucking Strike, nó dùng cái phòng thủ các bạn ơi. Sucking Strike, mày nhờn. Úi giời ơi, nhờn. Ui một chiêu chết luôn mà. Nhân, nhân, Focus Punch. Hey, ui cái chiêu độc quyền khỏe vãi bạn ơi. Nhưng mà bọn này toàn level 36 á. Ủa sao gym yếu vậy ta? Sao gym lần này nó lấy ông này phải boss không vậy? Ông này là boss mà. Ui nó không cho mình di chuyển rồi các bạn ơi. Close Combat, mày nhờn này không cho anh di chuyển này. Close Combat, nhờn này không cho anh di chuyển này. Yeah, thắng rồi. Ui, gym này thắng dễ vãi. Qua gym điện luôn. Qua gym, thôi. Qua gym điện này em Ushifu của mình vỡ mồm đấy các bạn ơi. Gym tâm linh này, đợt trước chưa đánh được gym tâm linh. Gym tâm linh khỏe lắm. Đây. Xem bây giờ quay trở lại có đánh được không nhá bạn ơi. Đấy, mong là đánh được. Nhục lắm. Rồi, Blazefallon. Blazefallon ra trước. Cho những cái chiêu ngủ nào. Ngủ đi. Ui giời ơi, không được rồi. Ngoài dự đoán rồi. Nhân. Ouch. Ngoài dự đoán rồi. OB Stargun, OB Chuck. Phòng thủ đi trước khi nó đánh em. Hay. Nó xuống rồi. Pimisu. Hay. Đam to đó. Lại hồi máu. Đều. Counter cái nhỉ. Rồi. Pimisu tiếp. Ui, có 15% máu nó à. Đừng có kiểu hồi máu nha. Nhờn này. Ui, double SK nó khá là đau các bạn ơi. Ui, con này chiêu hồi máu à. Chuyên hồi máu à mày. Sẽ gặp thánh hồi máu ở đây rồi. Gặp mấy thánh hồi máu khó chịu lắm. Nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ có Recover. À, con Recover này. Cái con chiêu cô Recover này. Recover chỉ dùng được 5 lượt thôi anh em, thoải mái đi. Trừ khi mà thằng này nó dùng PP up, chứ bình thường chỉ 5 lượt thôi. Rồi sao, giờ anh đã quay trở lại. Anh đã quay trở lại rồi. Sucking Try. Đám to vãi. Ui, nó giảm máu dần, nó rút máu dần các bạn ơi. Ui, 50% máu. Rồi luôn. Tưởng là thủ hóa ra, cũng không hẳn là thủ các bạn ơi. Ơ kìa, lại bị lỗi rồi, lại bị waiting rồi. Vẫn bị thua các bạn ơi. Không thắng được cái hội quán tâm linh này. Nó bá vãi anh em à. Ok, nói chung là thôi, đánh như thế thôi các bạn ơi. Và cảm ơn bạn vì đã xem clip này nha. Thì trong clip này mình đã tìm cách tiến hóa Ushifu rất là ngon rồi. Thì nó hơi nhỏ nhưng mà được rồi, sau này mình sẽ cố gắng tiến hóa Gigantamax Ushifu nha bạn ơi. Gigantamax thì nó sẽ thành một cái dạng màu xanh như này rất là ngầu luôn. Ngầu không kém mình màu đỏ luôn bạn à. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem clip này của mình. Và trước có mày tốt lành, siêu tơ. Bye bye. Đeo này trên người này.